GLMM.bet. Hệ thống chẵn lẻ Momo hoàn toàn tự động xanh chín. Top thắng tuần và to, thắng hay thua là do cách chơi của bạn. Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Gầm Lộ Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục lên cho mấy anh em con game là Tiên Ma H5 nha anh em. Thì con này sẽ chơi trên mọi thiết bị nha. Đấy, con này đã được chìa khóa hoàn toàn nha anh em. Đó, ok nha. Thì con này sẽ chính thức open server 1 nha anh em. Chính thức open server 1 vào lúc 19 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2022 nha anh em. Đó, tức là 7 giờ tối ngày mai nha. Thì mấy anh em có thể chơi con này tại cái đường link là Tiên Ma H5.full nha anh em. Đây, Tiên Ma H5.full nha. Thì con này là cái con cùng tên là cái con Củ Châu á anh em. Củ Châu Truyền Kỳ á. Thì con này tân thủ sẽ tặng cho mấy anh em là VIP 10 ha và Earth VIP 7 nha. 370k kim nguyên bảo nha anh em. Tặng thêm cho mấy anh em cái thời trang SSR ha. Vũ khí SSR luôn nha anh em. Cánh rồi ha, SSR luôn nha. Thì mấy anh em nhận được cái code tân thủ á, thì mấy anh em nhập code tân thủ thì mấy anh em sẽ nhận thêm là 200k kim bảo nha anh em. Đó, thời trang thăng cấp thạch ha, nhân 999 nha. Tiên vật thăng cấp thạch nhân 999 nha. Thần binh thăng cấp thạch nhân 99 luôn nha anh em. Và một full một set đồ nha anh em, set đồ đỏ, xích tiêu ha, ớt VIP nha anh em. Đó, ok nha. Rất nhiều phần quà cho mấy anh em tân thủ luôn nha anh em. Đó. Thì anh em có thể tham khảo những cái phần quà này trên fanpage luôn nha anh em. Thì mấy anh em có thể làm nhiệm vụ lái xe thì mấy anh em sẽ nhận được cái code đi lái xe nha. Thì mấy anh em làm đầy đủ tất cả các bước nha, thì mấy anh em sẽ nhận được phần quà là 99k kim nguyên bảo nha anh em. Và đã cường quá nhân cho 100k nha. Đó, ok luôn nha. Thì con này là con đa nền tảng nha anh em. Thì anh em có thể chơi trên mọi thiết bị ha, đã được chìa khóa hoàn toàn nha anh em. Thì mấy anh em nhớ nha, server 1 nha. Server 1 sẽ chính thức open vào lúc 19 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2022 nha anh em. Đó, anh em nhớ vào chơi cho nóng luôn nha. Thì trên fanpage đó là có link nạp nha anh em. Đấy, anh em có thể nhấp vào đây để nạp nha anh em. Link nạp lên group rồi ha. Anh em có thể vô tham khảo nha anh em. Thì anh em có thể đăng ký game tại đây nha anh em. Đăng ký tài khoản ha. À, anh em đăng ký nhanh nha, đăng ký thành công nha anh em. Hiện tại thì hôm nay mấy anh em có thể test nha anh em. Đây con game. Đó, đây là giao diện game nha anh em. Đây là mình chạy trên cốc cốc nha, của PC nha anh em. Đấy, game đã được chìa khóa hoàn toàn ha, server chạy rất là mượt mà nha anh em. Đó, ok luôn. Rồi, anh em có thể tham gia con này vào lúc 19 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2022 nha anh em. Đấy, chính thức open server 1 nha. Rồi, phần giới thiệu con game mới, server mới của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi, mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào phần mô tả lấy link giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha.